Chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin giao dịch ngày hôm nay và tin tổng kết thị trường phiên giao dịch ngày 17 tháng 11 năm 2022. Thì trước khi vào bản tin giao dịch ngày hôm nay, hy vọng rằng anh chị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng tham khảo. Nên ngoài ra thì hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình. Thì trong bản tin giao dịch ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua thị trường trong phiên và ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số các mã cổ phiếu chúng ta có thể là theo dõi được trong các phiên giao dịch tới nếu như có nhiều điều chỉnh Uh, đến với thị trường thì chúng ta thấy rằng là một uh, phiên giao dịch mà đã lan tỏa từ đã tăng uh, lan tỏa từ phiên uh, giao dịch ngày hôm qua khiến cho thị trường uh, mở cửa phiên ra thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các mã cổ phiếu sau khi ATO xong và thậm chí rằng là rất nhiều các mã cổ phiếu ở sàn Hà Nội thì uh, 9 giờ cái là nó đã tăng trần rồi dụ như, như là sale này hay là như là một số các mã cổ phiếu hay là 14 chẳng hạn thì uh, đến kết phiên giao dịch VNX hôm nay tăng 26,36 điểm tương đương 2,8% 397 mã tăng và 73 mã giảm thì trong 397 mã tăng này chúng ta thấy rằng là có tới ở đây là 76 mã tăng trần. Thì cái số lượng mã tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì đang áp đảo số mã giảm. Đây thì theo mình thống kê xong thì mình thấy rằng là hôm nay có hai dòng cổ phiếu vẫn còn cái áp lực bán, Đấy chính là ở các dòng cổ phiếu trong dầu khí Với thứ hai là với dòng thủy hải sản có VHC, có IDI thì vẫn bị bán khá là mạnh. Và thậm chí rằng thằng VSC này trong phiên giao dịch thì nó toàn bị bán đến tận gần 4 đến 5%, đấy, giá thấp nhất là đến 86, một giá nữa là đến sàn nữa rồi. Đấy, cho nên là chúng ta thấy rằng là cái tính ổn định trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì mặc dù nó cũng tăng khá là tốt nhưng tính ổn định thì bắt đầu là chưa có và hướng tới một cái giao dịch hướng tới một cái giai đoạn phân hóa thị trường là chính. Ở viên 30 thì chúng ta có một cái phiên tăng điểm khá là tốt, đấy, tăng 30,75 điểm, tương đương 3,27%. 23 mã tăng và chỉ có 4 mã giảm thôi trong bốn mã giảm này thì chắc chắn là đang vẫn đang có Lovaland và à, PDR rồi thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta còn có một thông tin thêm nữa à, với cái mã cổ phiếu như là eib eib là một ngân hàng đây eib hôm hôm nay thì cũng được giải cứu à, với cái phiên giải cứu đến tận là bốn mươi mấy triệu cổ thì tuy nhiên là đến cuối phiên thì vẫn bị bán à, khớp sàn à, nhưng mà với cái à, cái thanh khoản như thế này thì mình đánh giá rằng đây cũng sẽ là một trong những cái mốc à, an toàn của eib rồi chúng ta không cần quá lo lắng với mã, mã cổ phiếu này nữa và nếu như uh, trong uh, các phiên giao dịch tới nếu mà có cái uh, phiên giao dịch nào mà cũng giải cứu hết hai cái mã cổ phiếu này thì chắc chắn là thị trường nó sẽ có cái tính chất ổn định hơn uh, với uh, về cái nhận định thị trường của mình thì uh, trong uh, phiên uh, tối hôm qua thì mình có một số các mã cổ phiếu khuyến nghị nhưng mà hầu hết là đều không khớp những cái việc không khớp này thì chắc là chúng ta cũng không cần phải quan tâm quá nhiều vì thị trường thì mình đánh giá rằng là thị trường nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh À, sớm thôi. Thực ra là những cái nhịp điều chỉnh này nó không quá mạnh và nó hầu hết là đến từ mang cái tính chất là à, nhẹ nhàng, đấy, test lại, test tủng lại một chút thôi. Còn lại thì à, trong phiên giao dịch ngày hôm qua chúng ta thấy rằng cái lượng thanh khoản nó đã khá tốt rồi và mình cũng nhận định là cái vùng này sẽ là một vùng đáy à, khá là tin tưởng. Thì à, với cái nhận định đầu phiên sáng của mình, thì với thanh khoản lớn như hôm nay, hôm qua, nên trong các phiên tới thì rất khó để thị trường quay trở lại test đáy một lần nữa và sẽ tiếp tục tăng nên nhưng mà động lượng sẽ khó có thể là kéo dài vì đa số các dòng cổ phiếu đều không có à, nền tích lũy. Tiếp theo là hành động của anh chị nhà đầu tư thì với tỷ trọng tối đa trong dọn đoạn này chỉ nên dừng lại ở mức tối đa là 50%, hạn chế cái việc là FOMO mua đuổi cổ phiếu khi thị trường và thị trường sẽ sớm quay trở lại à, cái đà tích lũy phân hóa. Thị trường vẫn còn đó những cái mã cổ phiếu như là Lovaland, này, PDR vậy nằm sàn vì thế tính ổn định chưa được cao. Tập trung với các mã cổ phiếu có tín hiệu phân kỳ dương trên khung ngày, nếu trading ngắn hạn thì có thể là xem trên khung giờ. Thì uh, trong tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng có một cái video à chúng ta cũng có một uh, buổi để chúng ta có thể lọc cổ phiếu rồi thì các mã cổ phiếu mà mình uh, trong cái của mình thì mình đều uh, lọc trực tiếp cho mọi người trong uh, tối ngày hôm qua. À, đến với khung đồ thị của ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là ở à đây. Trên khung đồ thị của VNX, chúng ta thấy rằng có một phiên uh, giao dịch tiếp tục là một phiên giao dịch tăng điểm và sau cái mẫu hình à uh, engulfing ngày hôm qua thì hôm nay là một phiên tăng điểm và nó chạm đến vùng kháng cự đầu tiên sẽ ở quanh mốc 972. Thì nếu mà như dự kiến của mình thì RenDex uh, sẽ có một cái kháng cự rất là mạnh ở đây quanh mốc 986. Đấy có thể là nhỉnh hơn một chút lên vùng 1000 thì rất là tốt nhưng mà cái vùng này thì mình kỳ vọng rằng là trong các phiên giao dịch tới sẽ là uh, cái vùng đỉnh của cái nhịp hồi này. Đấy thì sau đó cái sau cái nhịp này nó sẽ có cái trạng thái là cần điều chỉnh lại một chút. Đấy thì với các cái mốc hỗ trợ chúng ta có thể là quan tâm quanh mốc 917 cho đến uh, nếu mà khỏe hơn thì có thể là chỉ về cho quanh mốc 942 thôi cho nên trong các phiên giao dịch tới thì chúng ta có thể là uh, canh mua được nếu thị trường có những cái nhịp điều chỉnh thì các nhịp điều chỉnh này với cái thanh khoản trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 16 tháng 11 thì mình đánh giá rằng là nó sẽ rất là khỏe và uh, để tạo cái đà tăng trong uh, uh, giai đoạn tới cho nên chúng ta hãy tự tin là mua cho, làm sao cho cái tỷ trọng chúng ta không quá là là cao và hạn chế tối đa cái việc mua đuổi vì thị trường thì sau khi mà phân hóa xong thì nó sẽ tăng theo từng dòng Ví dụ như hôm nay tăng uh, dòng ngân hàng ngày mai sẽ tăng dòng chứng khoán, rồi ngày kia uh, chốt lời dòng ngân hàng xong thì nó sẽ đảo qua thêm một dòng nào đó trong buổi chiều chẳng hạn thế thì chúng ta uh, cái cơ hội nó sẽ đến uh, đang xem với nhau nên là chúng ta cũng không cần gì phải là vội vàng quá là vội vàng cả và nếu như chúng ta là một những nhà giao dịch mà đầu tư theo trend hoặc là theo một uh, theo một xu hướng lớn, ví dụ như là trong các cái giai đoạn hồi uh, tháng 6, tháng 7 này thì tốt nhất là cứ khi nào mà đạt được cái trạng thái nó đẹp nhất đấy, trạng thái đẹp nhất chính là khi mà giá vượt hẳn lên cả tên can và hẳn lên cả kizun như thế này thì chúng ta hãy à, tham gia thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn và thậm chí nó à, được nói rằng là à, tỷ lệ an toàn nó cũng ở dạng cao nhất nữa đấy, không phải kể cả bộ đắt để đáy ở đây, đây chúng ta kể cả vượt mây Chimoku chúng ta mua cũng được đấy, thậm chí chúng ta thấy rằng là kể cả à, thị trường nó đã gãy kênh tăng giá đấy, gãy kênh tăng giá từ cái hồi à, mùng 8 tháng 9 cho đến mùng 9 tháng 9 ở đây thì thị trường nó vẫn sẽ đã, đã có rất nhiều các mã cổ phiếu tăng chúng ta nhớ rằng cái hồi tháng đầu tháng 9 ở đây có dòng đầu tư công là một trong những dòng cổ phiếu tăng cuối cùng của thị trường đấy thì nó vẫn kịp cho chúng ta có những cái điểm nhấn hay là có những cái cơ hội tăng ăn từ 10 đến cho đến 15 đấy là những cái nhịp cuối còn lại thì chúng ta không cần phải quá vội không cần phải quá vội nhất là ai mà đã giao việc theo trend. đấy thì uh, ngoài ra thì chúng ta sẽ xem thêm ở ba 30 trước khi mà đổ sang các sóng cổ phiếu và những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể là quan tâm được. Ở ba 30 thì cũng chả cũng tương tự như là vn thôi. Đấy với ba 30 thì chúng ta có một kháng cự rất là mạnh vùng 900 uh, 977 trùng với cả cái vùng đứt gãy của VN-Index trong giai đoạn trước khi mà thủng qua cái vùng đáy uh, đáy cũ này, đáy cũ ngày 14 tháng 10. Đấy thì thị trường nếu mà nó khỏe thì nó có thể là điều chỉnh xuống một chút rồi sau đó thì đi lên như thế thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều và trên uh, hệ thống mây chimoku chúng ta thấy rằng là uh, nó đã vượt qua cả kijun rồi à nó đã vượt qua cả đúng không kijun rồi thì trong các phiên giao dịch tới thì chúng ta sẽ cần thêm một cái đường lên can uh, nó cắt lên cả đường kijun ví dụ như trong dạ này đường tên can nó cắt hẳn lên đường kijun cũng như là đường một đường ma ngắn cắt lên đường ma dài thì sẽ là cái điểm mua rất là tốt cho chúng ta chứ không cần uh, phải mua quá vội trong dạ này bởi vì uh, các cái điểm mua thì đối với các điểm mua thì chúng ta thấy rằng là các điểm mua đều chạy qua hết rồi. Nếu như chúng ta à, mua các mã cổ phiếu hay quan tâm các mã cổ phiếu như sell này thì chỉ cần hai phiên thôi. Đấy cái cái tỷ lệ lãi của chúng ta nếu anh chị nhà đầu tư nào bắt được đáy thì cũng đã từ 14 cho đến 20% rồi. Thế cho nên là cái xu hướng của anh chị nhà đầu tư nào à, đang có hàng rồi thì họ chỉ có một xu hướng là bán thôi. Thì tại sao chúng ta lại có một cái xu hướng là giống như à, ngược lại với à, cả một cái 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 cái, cái hành động mà họ đang cầm như thế thì đây là với viên 30 chúng ta xem quay trở lại viên đếch trên khung tuần đi thì trên khung tuần viên đếch đang có một cái cây nến khá là tích cực mặc dù hôm nay cũng là thứ năm thôi nhưng mà mình đánh giá trong phiên ngày mai nếu có giảm thì nó không giảm quá nhiều và thậm chí rằng nếu mà tích cực thì có thể là hoàn toàn có thể là kéo hẳn lên vùng 1.000 sát vùng 1.000 này thì sau đó phiên thứ hai thì bắt đầu vào rơi vào cái đà điều chỉnh bắt đầu rơi vào cái đà điều, điều chỉnh nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều và cái phiên này thì nếu mà kết thúc nến tuần ở đây luôn thì nó sẽ hình thành nên một cây nến uh, hammer Đấy, Một cây nến hammer ở cái uh, vùng uh, hỗ trợ rất là tốt Thì đây là một cái tín hiệu đảo chiều rất là tích cực Và có thể nếu như uh, đóng cửa được bằng cây nến hammer này thì chắc chắn chúng ta sẽ còn kỳ vọng nhiều hơn một chút Khi mà nó có thể là target quanh vùng 1053 Đấy, Còn nếu mà khỏe hơn thì chắc chắn là sẽ lên vùng 1143 Đấy, Cái vùng này cũng là vùng đứt gãy của VNDAX trong dạng này trên khung tuần nhưng mà cứ để thị trường nó trả lời nhưng mà chúng ta đang chỉ là những cái à, nhịp kỳ vọng thôi có thể là lên à, lên đây chẳng hạn rồi có thể là điều chỉnh một chút rồi phóng lên đây thì nó sẽ là tích cực nhất để còn lại thì à, chúng ta vẽ kịch bản thôi còn khi nào mà thị trường nó action thì chúng ta sẽ hành động theo ở vin 30 mươi cũng tương tự hôm nay thì à, phái sinh hôm nay phái sinh có một à, trong những cái giai đoạn mà lừa chúng ta rất là, là nhiều nhưng mà phái sinh đây mình lại không à, có cái khung OK, chúng ta cũng sẽ cùng điểm qua một số các dòng cổ phiếu đi, một số các dòng cổ phiếu trước, một số các dòng cổ phiếu mà riêng lẻ. Sau đó thì mình sẽ điểm qua đến một vài mã cổ phiếu mà chúng ta có thể là quan tâm thôi. Thực ra là mình không muốn giao dịch quá nhiều các mã cổ phiếu, chúng ta có thể là giao dịch một đến hai mã cổ phiếu cũng được. Đấy, nên miễn là nó có thanh khoản, nó đều đặn và là hàng thị trường thì chúng ta sẽ chiến thắng được. Thế Còn cái việc mà chúng ta đánh nhiều hàng rồi lại không chuẩn bị được các cái mã cổ phiếu đấy, thì khi mà vào trong phiên giao dịch nó tăng lên, chúng ta không có cái hành động mua. À, không có cái chuẩn sự chuẩn bị sớm thì nó sẽ là cái việc rất là rất là hại khiến cho uh, anh chị nhà đầu tư uh, một là lỡ mất cơ hội, hai là nhiều khi là mua FOMO rất là nhiều. Chúng ta cùng đến với cả dòng ngân hàng thì với trước tiên là với OCB thì cái mã cổ phiếu này trong cái video ngày hôm qua, trong cái bản tin uh, rồi là cái cái uh, tuần qua thì mình cũng đã rất là chú ý với OCB rồi. Đây cũng là một mã cổ phiếu đã đang có cái tín hiệu khỏe tương đối là nhất của cái dòng này luôn. Mặc dù là mình thấy rằng là cái quý 3 này nó có không không có sự tăng trưởng. Tuy nhiên rằng là Hôm nay thì cái hành động giá của nó đang thể hiện được cái đà tăng khá là tốt khi mà nó vượt hẳn qua cái đỉnh uh, trung tâm ở đây thì trong các cái phiên uh, trong các thời gian ngắn hạn này bởi vì nó đã vượt vào mây cho nên là nó sẽ có khả năng nó quay trở lại test vùng 14 thì chúng ta sẽ canh mua được. Đấy với cái mục tiêu trong ngắn hạn nhất là quanh 15.1. nhưng mà cái thế mây như này thì khả năng cao nó sẽ còn phải vượt hẳn lên vùng 15. Đấy, giống như các mã cổ phiếu khác của dòng ngân hàng như kiểu BIDV này Đấy, rồi uh, Vietcombank thì đây là những cái mẫu hình mà chúng ta nhìn thấy rất là quen khi mà nó đâm vào các EMA thì nó sẽ có cái tín hiệu như vậy thì với OCB chúng ta sẽ canh mua trong các phiên giao dịch tới đây là một mã cổ phiếu tương đối là khỏe à, uh, Vibank này Vibank thì hôm nay đang uh, gặp kháng cự rất là mạnh ở cái vùng uh, Kenkan và Kijun quanh giá Đấy, và cái kháng cự tiếp theo của nó quanh giá 16.2 khi nào mà nó thay đổi trạng thái được có nghĩa là khi nào mà nó phải vượt hẳn lên đường MA20 và tích lũy ở trên một hai phiên thì chúng ta sẽ à, cùng kỳ vọng trở lại còn nếu mà chúng ta đang có hàng mà lại còn bắt đáy đường, đường trước thì phiên, nhau, trong phiên giao dịch ngày mai chúng ta hoàn toàn có thể là có cái phương án để cánh chốt lời dần à, tiếp theo là hôm nay với LB Bank. hôm nay LB Bank thì có một cái xu hướng nó khỏe hơn cả VBank một chút khi mà cái mã cổ phiếu này nó đã nằm trên được MA20 tuy nhiên là có một cái gap mở ra như này chúng ta cũng À, thấy rằng là cái việc uh, nó bị điều chỉnh nó có thể là có các tín hiệu điều chỉnh lại là cũng là một điều rất rất là dễ hiểu thôi khi mà MACD nó vẫn chưa đang uh, xác nhận. nhưng còn nếu mà trường hợp mà nó tích cực thì nó có thể là uh, với cái mức hỗ trợ là 9.3 nó có thể là tích lũy ở đây đến một vài phiên thì sau đó là nó có đà tăng với cái kháng cự ngắn hạn là quanh vùng 10.3 chúng ta có thể xem xét cánh bán được. đây là với LP Bank này dòng um, ngân hàng một thế thôi, đồng ngân hàng này mình không thấy quá nhiều. À ngân hàng của STB đây là một mã cổ phiếu mà chúng ta cần phải chú ý sát trong các phiên tới bởi vì là đây là một mã cổ phiếu mà nó đã vượt cả tên can vượt cả cái rồi Đấy, đang nằm trên được ở đường ema 20 thì trong với cái kháng cự ở đây thì mình đánh giá là nó sẽ rất khó để vượt qua rất khó để vượt qua trong các phiên giao dịch tới với cái lượng hàng ở đây là một nhiều cái thứ hai là có cái giải của ở đây nó đang chặn ở trên rồi thì cái vùng kháng cự 17.2 17.3 này chúng ta cũng sẽ là một cái vùng kháng cự mà chúng ta nên bán sau đó thì chúng ta sẽ canh mua trở lại Đấy, kênh mua trở lại khi mà cái đường ma 20 này nó đang duỗi ra và nó sẽ có cái yếu tố nó hút về giá về quanh mức 16.3 chúng ta có thể mua được quanh 16.6 thì sẽ là cái cơ hội mua rất là tốt thế là với các mã cổ phiếu trong ngân hàng và dòng chứng khoán thì có SSI này SSI hôm nay cũng là một cái phiên mà thay đổi cái trạng thái cái với SSI chúng ta thấy rằng nó đã vượt mừng 20 tuy nhiên là cái đường m 20 này vẫn đang có xuống cắm xuống và À, mà ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là MACD này đang có xuống là phân kỳ dương đến tất ba đoạn có nghĩa là đây là một cái phân kỳ dương nó à, tương đối là khỏe. Với chúng ta thấy rằng là nó vượt hẳn lên đường 19.5 này, 19.8 này, 19.8, 19.5 và sau đó tích lũy một hai phiên nữa để bẻ cái đường em 20 ra thì nó sẽ rất là tốt. Thì chúng ta thấy rằng là cái đường em 20 này nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc quyết định xu hướng. Chúng ta thấy rằng là trong các phiên giao dịch như là 18 tháng 10 này hay là trong các phiên giao dịch ngày 2 tháng 11, chúng ta thấy rằng là cái đường này nó vẫn đang có xuống cắm xuống và sẽ cần thời gian để bẻ ngang sang à, có thể là thấy trong cái phiên ngày 4 tháng 7 này ngày 4 tháng 7 thì khi mà test được em 20 nhưng mà nó vẫn đang có xuống cắm xuống như này thì chúng ta sẽ cần phải có thêm cái thời gian nữa để bẻ ngang ra để bẻ ngang nó sang thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có cái cơ hội mua rất là tốt và rất nhiều cơ hội mua chứ không phải là à, ngay trong cơ hội này đấy, với mục tiêu của chúng ta đầu tư không phải là lúc nào cũng có hàng mà cái mục tiêu đầu tư của chúng ta là lúc nào cũng cần phải đạt được lợi nhuận và nó phải đều đặn này, hạn chế được cái phần rủi ro nó là, là tốt nhất à, uh, VND hôm nay thì chưa hình như là chưa vượt được MA20 thì phải đấy, chưa vượt được MA20 vẫn là cái vùng kháng cự ở đây thì chắc là nếu mà có cái, các cái điều chỉnh về đây thì chúng ta sẽ có thể là cái mua được với các cái mẫu hình hai đáy thì nó sẽ mua an toàn hơn rất là nhiều VND PCI PCI ở trong dạng này nó có cái tín hiệu nó yếu hơn một chút À, có các tín hiệu yếu hơn một chút khi đang rất là xa cái đường MA20 vậy kháng cự của nó sẽ ở quanh cái vùng này chính là cái đường MA20 và cái vùng đứt gãy của nó quanh giá 2.8 nếu chúng ta có hàng thì chúng ta canh bán đi thì nó sẽ uh, hiệu quả hơn rất là nhiều vì cái vùng này thì chắc chắn là sẽ có điều chỉnh rồi nhất là các mã cổ phiếu nào mà nó có không có cái nền tích lũy như này thì mình đánh giá rằng là uh, nó sẽ rất là khó để đi lên theo hình dạng chữ V nên là với một số các mã cổ phiếu dòng chứng khoán bất động sản chúng ta có thể là xem các cái mã cổ phiếu như là Dexel này thì nó đều có cái kháng cự ở đây quanh giá 16 15.5 đến 16 thì mình không nghĩ là nó sẽ lên được quá cao Đấy, quá cao khi mà nó không có nền tích lũy thì nó chỉ đâu đó khoảng đen một vài phiên đây ví dụ như này nếu mà chúng ta muốn lên theo dạng chữ V mà trong các phiên giao dịch trước có độ sàn liên tục ví dụ là chúng, chúng ta thấy rằng là tăng à, tháng 6 này chúng ta thấy rằng là sàn liên tục thì sau khi mà hình thành chữ V xong thì nó sẽ cần phải có một nhịp điều quay trở lại điều chỉnh để à, hình thành nên một cái nền tích lũy tốt thì nó mới tăng được còn cái việc là nó không hình thành nên nền tích lũy thì chắc chắn là nó sẽ không đi được xa đấy, thì đấy là với quan điểm của mình chúng ta không nhất thiết là phải mua bắt đáy chúng ta không nhất thiết là phải mua uh, từ uh, sát cái vùng đáy chúng ta hãy mua ở từ vùng thân cá thì sẽ là dễ hơn uh, với Sell chúng ta có hai phiên thôi tăng đến đâu đó 20 phần chúng ta bắt được đúng giá phiên sàn ngày hôm qua Tuy nhiên là với ai bắt đạt phiên sàn ngày hôm qua thì mình đánh giá rằng là cái tính chất mạo hiểm của anh chị nhiều tư đó cũng rất là khá là uh, rủi ro với kháng cự của nó quanh giá 11.1 thì chúng uh, ta có thể là canh uh, bán được ở đây khi mà đang có phân kỳ dương đến ba đoạn thì đấy là với sale hay một số mã cổ phiếu bất động sản. Bất động sản trong đoạn này thì mình chú ý hơn với KDH khi mã cổ phiếu này thì uh, trong cái giai đoạn mà thị trường vẫn tiếp tục giảm rất là nhiều và thậm chí rằng trong 3 phiên thôi uh, các mã cổ phiếu khác thì nó họ, nó có các cái tín hiệu về uh, giảm giá liên tục nhưng với KDH thì nó đã dừng giảm từ cái hồi uh, đầu tháng 11 rồi, đầu tháng 11 rồi. Khiến cho cái mã cổ phiếu này thì mình được chú ý quan tâm nhất khi mà nó có nền tích lũy và hôm nay thì cũng đang vượt được ngày mai 20. Kênh tăng giá thì cũng đã à, vượt cả kênh rồi. Thì nếu mà có cái tín hiệu an toàn nhất, có nghĩa là nó sẽ quay trở lại test một lần nữa. Quanh giá 20.2, 20.5 thì chúng ta có thể là à, tham gia trở lại. Còn nếu mà trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nếu mua sớm thì vẫn mua được với KDH. À, đây cũng là một trong những mã cổ phiếu chúng ta có thể lưu ý. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ đến với các một số các mã cổ phiếu mà mình thấy rất là đẹp. Ví dụ như là KBC này thì với KBC chúng ta sẽ xem là trên cùng ngày thì à, trên trên cùng giờ thì chúng ta sẽ thấy là nó ok hơn thì với KBC chúng ta có một cái nền tích lũy khá là dài trên đường ema 20 khi mà giải Bollinger Band này nó bó vào chúng ta sẽ có một cái điểm mua rất là tốt quanh giá 15.2 hôm nay thì mình kê nhưng mà nó cũng không về tới không về tới với KBC uhm, thì trong các phiên giao dịch tới thì chúng ta sẽ canh mua được mà nhất là cái dạng mà nó vượt uh, vượt MAi chimeoku ở EMA nhưng mà mây chi tương lai thì nó sẽ có một cái dạng là flat mây chi như này thì nó sẽ có một cái dạng đi cứ dí dắc ở đây Đấy, thì chúng ta hãy yên tâm là chắc chắn sẽ có cơ hội mua cho anh chị nhiều tư. À, tiếp theo là với gách đây mã cổ phiếu hôm nay mình cũng nói với cả mọi người rồi. Đấy, với gách này, hôm nay cũng là một phiên đầu tiên nó vượt MA20, Đấy, nó vượt MA20. Và trong các cái giai đoạn trước thì chúng ta thấy rằng nó chưa vượt được đường MA20 và cái đường này nó vẫn đang có xuống cắm xuống. Nhưng đến hiện tại thì chúng ta thấy rằng là nó đã có cái yếu tố là nó dừng giảm cái dừng giảm quay trở lại cái đà tích lũy và chúng ta sẽ có một cái dạng rất là quen thuộc thôi rất là quen thuộc từ ngày 14 tháng 7 ở đây tháng 7 18 tháng 7 thì nó sẽ có một cái đà tích lũy thì kể cả chúng ta mua tới cộng thì chúng ta cũng có cái tỷ lệ chiến thắng cao là với à, um, tiếp theo là ocB thì mình vừa nói rồi này KBC này um, gách này Nam Long nhưng mà Nam Long thì chúng ta cũng có thể là theo dõi được đấy, cái mã cổ phiếu này đang có tín hiệu là chuẩn bị cả vượt cả đường em 20 thì với trong trường hợp mà nó vượt được 20 thì chúng ta có thể là xem xét thêm ok như vậy là đã đi hết cái bản tin giao dịch ngày hôm nay hy vọng rằng là bản tin sẽ mang lại một số thông tin hữu ích cho các bạn chúc các bạn thành công và gặp được nhiều may mắn xin chào và hẹn gặp lại